Alo, chào buổi chiều, chiều cả nhà. Buổi chiều hôm nay trời rất là đẹp. Đây là phía trước sân nhà mình. Quang cảnh hôm nay à, trời mây trong xanh. Thì hôm nay nhìn trời đẹp cái bắt đầu mà mình mới sực nhớ là thấy cái dòng tin là mấy hôm trước rất là nhiều người trên cộng đồng mạng chia sẻ về cái video hình ảnh hoàng hôn phượng hoàng lửa, thì mình mới sực nhớ là ngay tại chỗ này cũng ngay như ngày hôm đó mình mới gặp cái hoàng hôn rất là đẹp, màu vàng rực luôn. Thì mình tự ở phía trong mình đi ra, mình đi vô nhà thì mình bắt đầu mới quay lại. Bây giờ mình muốn chia sẻ cả nhà biết ngay thời điểm đó ở thành phố Hồ Chí Minh đó, thì người ta đưa lên những hình ảnh về hoàng hôn phượng hoàng, những cái cánh hoàng hôn, cái cánh chim ứng lên màu hoàng hôn, và ở Hà Nội thành con rồng. Thì ngay tại Phú Quốc phía phía rẫy nhà mình thì phía sau này là biển nè, phía tây đây, đây biển phía tây mặt trời đây nè đó. Thì mình chứng kiến thấy cái hình ảnh hoàng hôn ngay ngày hôm đó như thế nào cả nhà ấy, cùng mình nói xem nhé. Đây là hoàng hôn bình thường buổi chiều sau lưng nhà mình nè. Còn ngày hôm đó thì như thế nào? Tên 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 tên. Và đây chính là hình ảnh cận cảnh của bức ảnh hoàng hôn cánh chim thành phố Hồ Chí Minh mà mình ghi lại được tại Phú Quốc ngay biển trời Tây. Ngay tại đây là cách bờ biển chỉ tầm khoảng 100 mét. Mình có thói quen khi mà bắt gặp những cảnh tượng thiên nhiên hay là một cái hình ảnh nào đó hơi lạ và đẹp là mình sẽ nhanh chóng bút máy ra ghi lại khoảnh khắc đó. Khi mà mới bắt đầu bắt gặp thì mà lúc này mình chỉ thấy những đám mây rất là đẹp và mình móc ra ghi lại thôi. Hôm nay á, mặt trời chỉ vừa mới ửng vàng lên hơi, chưa có nhuốm màu. Thì lúc này á, mình nghĩ là hoàng hôn ở thành phố Hồ Chí Minh lúc này cũng chưa lên đâu. Tại vì á, nếu mà nhìn thoáng nhất về quang cảnh phía tây khi mặt trời lặn, thì khắp nước Việt Nam bờ phía tây mà thoáng nhất là ngoại trừ những tỉnh như là Hà Tiên, Rạch Giá, những tỉnh dọc theo cái phía tây biển là Hà Tiên, Rạch Giá, rồi xuống dài tới là Bạc Liêu, Cà Mau thì mới thấy rõ cái hoàng hôn phía tây. Và Phú Quốc là một điểm nằm rất là thoáng giữa biển, đón nhận hết toàn bộ cái ánh mặt trời hoàng hôn. Thì rõ ràng lúc này á, khi mà nhìn kỹ lại trong camera này là hình ảnh ngược sáng một tí, rõ ràng cái khoảng phía trước mình rất là tối, cực kỳ tối, nhưng mà đằng xa chân trời đằng kia thì cực kỳ sáng và bắt đầu đang dần chuyển sang cam hơi hơi. Rồi từ từ điều gì đến cũng đến. Lúc này á, thì mình còn đang rất đổi sương sờ vì lần đầu tiên mình thấy cái hoàng hôn mà cái màu nó khá đậm nét như thế này, tối sầm phân những mảng sáng tối rõ rệt, những đám mây. Mình nhìn cảm giác như những đám mây đang ở cạnh mình chắc khoảng 30-40 mét thôi, rất là rõ nét, nghe giống như những cái đám bông gòn mà hồi nhỏ mà khi mà những cái xe kẹo chỉ quấn 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 tới để mà có những cái kẹo ra bông gòn y chang vậy. Khi mà tận mắt mình chứng kiến những cảnh này thì mới biết vẻ đẹp của mẹ thiên nhiên thật sự là không thể dùng được từ ngữ nào để diễn tả được, rất là kỳ vĩ nguyên một bản như thế này. Có lẽ mình nhìn gần cho nên là không thấy rõ được hình hài như những nơi ở xa như là thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận lại cái hình ảnh cánh
chim phượng hoàng lửa hay là cánh chim lạc. Nhưng mà gần, ở cự ly như mình thì lại thấy một cái vẻ đẹp ở góc nhìn khác. Góc nhìn tươi đẹp và một cái màu sắc đầy nhiệt huyết, đầy năng lượng. Tại một nơi đảo xa, một huyện đảo du lịch của tỉnh Kiên Giang, của đất nước Việt Nam. Và dù có những phân tích tốt hay xấu, thì vẫn mong những điều may mắn nhất, tốt đẹp nhất trong đất nước chúng ta. Và đó cũng là chia sẻ về khoảnh khắc hoàng hôn, cũng như những gì mình mong muốn gửi đến tất cả chúng ta. Chào cả nhà nhé, mình là Hải Anh à. Nhớ bấm đăng ký kênh để cập nhật những video về du lịch, văn hóa, ẩm thực thường xuyên.